Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Chúa Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Chúa Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa. Hôm nay đã là mùng 5 Tết rồi. Tết đến rồi và Tết sắp chia tay. Xin cho tôi tông si giáng trưởng. Xuân về, lòng người phơi phới hân hoan. Xuân về, nụ cười rạng rỡ trao nhau. Xuân về, mai đào khoe tươi sắc thắm. Xuân về, chúc nhau năm mới bình an. Chúa xuân thương ban xuân thật bình an, khấn ban muôn nơi tràn đầy ân phúc. Xuân về, lòng người phơi phới hân hoan. Xuân về, nụ cười rạng rỡ trao nhau. Xuân về, mai đào khoe tươi sắc thắm. Xuân về, chúc nhau năm mới bình an. Không khí xuân là như vậy. Và chúng ta hân hoan vui chào đón mùa xuân mới với năm mới. Và trong những ngày này, khi mình gặp nhau, thăm hỏi nhau, chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất trong năm mới này, đó có thể là chúc cho nhau bình an, chúc cho nhau sức khỏe, chúc cho nhau tấn tài, tấn lộc, làm ăn phát tài. Và có lẽ mẻ cá hôm nay Simon, Phêrô và các bạn, và nhất là những người chung quanh thấy đã quá nhiều quá, một lợi nhuận kinh tế lớn lao. Thế nhưng điều đáng nói đó là khi chúng ta gặp nhau, chào hỏi nhau, cụ có khỏe không? Và thường các cụ đạo đức, rất đạo đức, thường trả lời: Cảm ơn Chúa, thưa cha, con mạnh khỏe. Hay là con không được khỏe lắm. Người khác: Thưa ông, thưa bà, ông có khỏe không?
nhờ ơn Chúa, con tương đối còn khỏe. Và như thế, những cái phản ứng như vậy bộc lộ cho thấy một tâm hồn đạo đức, một tâm hồn đạo đức luôn cảm nghiệm rằng phải nhờ ơn Chúa, phải cảm ơn Chúa trong mọi biến cố cuộc đời của mình. Và thực sự có lẽ các ông, các bà, các anh, các chị, chúng ta cũng đã gặp nhiều người trả lời với chúng ta như vậy. Khi chúng ta hỏi thăm thế này, thế khác, thì người đó luôn đưa ra một câu trả lời rất là tốt đẹp: nhờ ơn Chúa, cảm ơn Chúa, tôi được như thế này, tôi được như thế kia. Và như vậy cho thấy rằng lời tuyên xưng đức tin về một Thiên Chúa bao trùm vũ trụ muôn loài muôn vật này, và Thiên Chúa ấy vẫn tiếp tục đang hoạt động, đang hướng dẫn, đang chỉ huy, và một Thiên Chúa giàu lòng thương xót luôn ban muôn phúc lành cho chúng ta. Chúa xuân thương ban xuân thật bình an, khấn ban muôn nơi tràn đầy ân phúc. Với những người có đức tin sẽ luôn cảm nhận được điều này, và như thế luôn là nhờ ơn Chúa, cảm ơn Chúa, tạ ơn Ngài. Và cũng như thế, nền triết học cổ đại trước công nguyên, trước Chúa Giêsu sinh ra, thì Socrates đã nói một câu thời danh mà ngày hôm nay vẫn được lập đi lập lại, và nhất là để minh triết cuộc đời này: con ne toa toa mềm mà. Này bạn, bạn hãy biết mình. Biết mình, đó là một sự khôn ngoan của lý trí. Phải biết mình thì mới có thể phối hợp, hay là như Napoleon, ông vua đại đế Napoleon nước Pháp nói rằng: biết mình bách chiến bách thắng. Phải biết mình, biết mình quan trọng lắm. Và như thế, Thánh Phêrô trong trang Tin Mừng hôm nay, Ngài không ngất ngây về phép lạ Chúa Giêsu làm, một mẻ lưới kỳ lạ. Chưa lúc nào mà Phêrô cảm thấy nó nhiều đến như thế. Thế nhưng mà cái khám phá quan trọng của Phêrô đó là nhận ra Đức Giêsu là Chúa. Đây là cái phép lạ sẽ dẫn đưa Phêrô đi suốt cuộc hành trình theo Chúa, để rồi bám chặt vào Chúa. Có thể người khác nhìn phép lạ này như là một mẻ cá đã quá nhiều quá, thích quá, lợi nhuận quá, kinh tế quá. Thế nhưng đối với Thánh Phêrô, phép lạ đó chính là nhận ra mình là ai, và mình đang đứng trước một vị Thiên Chúa. Lạy Chúa, thì tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Hay quá, trang phúc âm hôm nay bộc lộ cho chúng ta tâm tình của Phêrô, đó là nhận biết mình là kẻ tội lỗi và lạy Chúa, xin tránh xa con là kẻ tội lỗi. Thế nhưng một Chúa Giêsu quyết tuyển chọn Simon Phêrô: đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa Giêsu. Hay quá, đây là một phép lạ cả thể cho Phêrô, đó là Phêrô nhận biết con người yếu đuối,
thấp hèn tội lỗi của mình và đứng trước một Thiên Chúa cao cả, quyền năng chi phối vũ trụ muôn loài muôn vật này. Xin cho mỗi người chúng ta đây xin được cái ơn biết mình là ai. Khó lắm, khó cực kỳ, không dễ gì biết mình đâu. Mà thường chúng ta hay kênh kiệu thế này thế khác. Trước Chúa, trước anh em, lạy Chúa, trước Chúa, trước anh em, xin cho con sống nhỏ bé, sống khiêm nhường, sống biết rõ mình là ai và tin hoàn toàn vào quyền năng của Chúa. Một Thiên Chúa đầy quyền năng, Chúa thấu suốt mọi sự, để rồi Chúa ban tràn đầy phúc lành cho những ai yêu mến Chúa, tin tưởng phó thác nơi Chúa.